Sáng ngày 4 tháng 10, đoàn công tác của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô do nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, tổng biên tập báo dẫn đầu, tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên. Đây là hoạt động thiết thực, hướng tới chào mừng 70 năm ngày giải phóng thủ đô, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 9, đồng thời sẽ chia với các em học sinh khó khăn. Hôm nay thì thực hiện cái chương trình công tác của báo và được sự cho phép của các đồng chí lãnh đạo thành phố, thì báo Tuổi Trẻ Thủ Đô phối hợp với tỉnh đoàn Điện Biên để triển khai trao những phần quà cho các em học sinh. Những món quà tuy nó còn nhỏ nhưng mà thực sự là nó cũng ý nghĩa và đúng với dịp 70 năm. Và mong rằng là các bạn học sinh, các em học sinh đã nỗ lực cố gắng để mà học tập tốt trong những thời gian vừa qua, và mong rằng các em tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa. Cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm hướng tới những trẻ em còn gặp nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, ông Lò Xuân Hạnh, Phó Bí thư tỉnh đoàn Điện Biên cho biết. Những phần quà và suất học bổng của báo Tuổi Trẻ Thủ Đô ngày hôm nay là những món quà rất ý nghĩa, phần nào giúp các em bước vào năm học mới. Đây không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà còn là niềm an ủi về tinh thần. Nó chính là ngọn lửa ấm áp, thắp sáng ước mơ cho các em. Từ những phần quà này, các em học sinh, sinh viên đã cảm nhận được sự gắn kết, yêu thương và trìu mến của các anh chị báo Tuổi Trẻ Thủ Đô dành cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Cũng nhân đây, anh mong các em học sinh, sinh viên sử dụng đúng mục đích kinh phí học bổng này để trang trải cho công việc học tập và cuộc sống. Tại chương trình hôm nay, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô gửi tặng 50 suất học bổng với tổng trị giá 150 triệu đồng và 816 ly sữa TH True Milk tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Những người làm báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cùng các nhà hảo tâm mong muốn được động viên, chia sẻ những khó khăn đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập. Và cháu may mắn được nhận quà học bổng, chúng tôi rất là vui và cũng là động lực lớn cho cháu cố gắng trong học tập sau này ạ. Con rất vui khi được nhận quà từ báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Con xin hứa con sẽ học tập tốt để giúp ích cho xã hội. Trong những năm qua, báo Tuổi Trẻ Thủ Đô đã thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây nhà nhân ái, tặng quà, trao học bổng cho các em học sinh, người dân khó khăn tại thủ đô Hà Nội và ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc. Các hoạt động ý nghĩa này sẽ còn được báo Tuổi Trẻ Thủ Đô tiếp tục trên những hành trình nối dài yêu thương tới khắp mọi miền Tổ quốc.